chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện, được sự tài trợ bởi công ty cổ phần Diana. Chương trình Siêu Quậy Tí Hon với các thí sinh ở các hạng cân khác nhau sẽ cùng nhau đến với những trò chơi khác nhau, hứa hẹn một sân chơi rất hấp dẫn. Và chúng ta hãy cùng xem ai đến với Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Bá Khang, 1,5 tuổi, cân nặng 14 kg, thích xem quảng cáo và game show. Hạng Rùi, thí sinh Thảo Ly, 3 tuổi, cân nặng 15 kg, thích vẽ, thích hát, thích múa và học tiếng Anh. Hạng Nặng, thí sinh Dư Ý, 5 tuổi, cân nặng 24 kg, vẽ thích đi siêu thị và chơi đồ chơi. Đội màu xanh, thí sinh Anh Thái, 1,5 tuổi, cân nặng 11 kg 2, sở thích là nhảy theo nhạc. Hạng Rùi, thí sinh Bảo Nga, 3 tuổi, cân nặng 14 kg 5, thích xem phim hoạt hình và chơi game trên máy tính. Hạng Nặng, thí sinh Quỳnh Như, 5 tuổi, cân nặng 28 kg, thích vẽ, thích hát và thích múa. Đội màu vàng, thí sinh Gia Minh, 1,5 tuổi, cân nặng 13 kg, thích chơi đồ chơi và xem quảng cáo. Hạng Rùi, thí sinh Quỳnh Tân, 3 tuổi, cân nặng 16 kg, thích hát và múa cùng xem phim hoạt hình. Hạng Nặng, thí sinh Bảo Ngọc, 5 tuổi, cân nặng 23 kg, sở thích chơi búp bê và đi ngủ với mẹ. Xin mời quý vị hãy cùng xem và cùng cổ vũ cho Siêu Quậy Tí Hon. Chào mừng quý vị đến với Siêu Quậy Tí Hon giải vô địch Hạng Long. Và các thí sinh giải vô địch Hạng Long là các thí sinh nhỏ tuổi nhất của mỗi đội. Và hôm nay họ sẽ đến với chúng ta trong phần thi tài ở trò chơi mang tên Kẹo Xe. Mỗi thí sinh sẽ được một chiếc xe kéo thật đáng yêu và các con chỉ dễ dàng kéo nó về đến đích. Ai về trước nhận 3 điểm, người về nhì nhận 2 điểm và người cuối cùng thì chỉ nhận được 1 điểm về cho đội của mình thôi. Nào, bây giờ đầu tiên thì Tài cảm ơn sự trợ giúp của các chị phụ huynh và bây giờ mời các chị đặt các thí sinh xuống. Các con cầm lấy xe kéo đi. Rồi, đứng lên. 1, 2, 3, bắt đầu. Thế đi con. Chị, lên đây con, giỏi. Hai. Lên luôn con. Đâu. Nhanh lên. Hai, nhanh lên. Chơi, nhanh lên con, nhanh lên. Dạ, mời các chị ẩm các bé trở lại đây. Phần thi thứ nhất của giải vô địch Hạng Long đã kết thúc với kết quả như sau. Đội màu đỏ có nhận được 3 điểm. Thí sinh đội màu xanh có nhận được 2 điểm. Gái Duy, mặc dù con không kéo, con xách cái xe chạy về nhưng chúng ta. Và bây giờ mời quý vị hãy đến với phần thi của giải vô địch Hạng Rùi. Kết thúc trò chơi kéo xe, điểm số của các đội là đội đỏ 3 điểm, đội xanh 2 điểm, đội vàng 1 điểm. Chúc mừng đội đỏ. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch Hạng Rùi. Và đây là 3 thí sinh của giải vô địch Hạng Rùi. Nào các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta cảm thấy rất là vui. Bây giờ có ai hát cho chúng ta nghe không ta? Ai biết hát giơ tay lên, Khang hát cho chúng ta nghe được không? Chim bay. Rồi, chim bay, con hát cho chúng ta nghe coi. Chim bay, con cò bay, cò bay, vì có bay không nào, vì có bay không nào, không bay, không bay, vì chỉ lội với ao, quạt quạt
sao? Trang ơi, chim bay, cò bay, vậy con có bay không? Nói luôn, con bay làm sao? Bay rồi. Rồi vậy thì khi nào con mới chịu đáp xuống? Bay về đích. Về đích thì con mới đáp xuống hả? Hay quá đi. Vậy còn Trân, Trân ơi, Trân mấy tuổi rồi? Còn 3 tuổi. 3 tuổi, 3 tuổi đâu, giơ mấy ngón tay chứ toàn coi đâu, 3 tuổi là mấy ngón tay? Giơ cao lên. Vậy là 3 tuổi phải không? Hay quá. Vậy thì 3 tuổi là tuổi con gì Trân? Tuổi bằng con cá. Tuổi con cá hả? Hay quá ta. Vậy thì còn Ly, con mấy tuổi rồi? Vậy là 4 tuổi đúng không? Hay quá, 4 tuổi, tuổi con gì con? Con khỉ. À, vậy thì các bạn đã 3 tuổi rồi, đã 4 tuổi rồi, vậy thì cũng lớn rồi. Có ai phụ giúp mẹ không? Giơ tay lên chú Toàn coi. Hay quá ta. Thôi bây giờ chú Toàn cần các con phụ mẹ thay tả cho em bé được không? Chắc chắn là được, bởi vì trò chơi chúng ta ngày hôm nay mang tên thay tả. Con sẽ thay tả giống như mẹ đã thay tả cho em, hay là theo cách của các con sao cũng được, miễn sao là tháo chiếc tả cũ của em ra, bôi phấn ở đằng trước, ở đằng sau, sau đó mặc một chiếc tả mới vào cho em. Ai mặc đẹp nhất và nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm, người về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, 2 phút 30 giây dành cho việc thay tả bắt đầu. Con tháo tả cũ ra, con tháo ra luôn, tháo ra luôn. Lấy ra một người bé luôn. Rồi, giỏi. Con tháo ra luôn nữa. Rồi. Rồi, bôi cho em đi. Rồi, con mặc tả mới cho em. Con mặc tả mới cho em bé lên. Lấy tả mới mở ra. Mở ra con. Đúng rồi. Con để cái mặt bông lên phía trước. Rồi, đặt tả cho em. Mở ra. Đợi lắm. Con đặt lên cho em đi. Chưa rồi. Mình kiếm băng giá. Không. Đúng được không? Rồi. Đây. Vàng đã không? Rồi. Ở đây sao? Đúng rồi. Đúng rồi. 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 Đẹp. Con tìm băng giá ở dưới đi. Rồi, con đặt em bé nó xuống. Nào, nhanh lên nha. Ai xong rồi thì ẩm em bé lên. Ẩm em bé lên. 5, 4, 3, 2, 1. Dừng lại. Nào, ba bạn đều mặc rất nhanh. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng xem các bạn mặc như thế nào nha. Đầu tiên đội màu đỏ, chú Toàn thấy con mặc tả cho em nhanh nhất, để xem mặc trước, mặc sau. Vậy thì cái tả này mặc có tác dụng không? Hình như cũng không có che được gì hết con à. Rồi, đặt đây. Thế còn bạn trai, con mặc tả cho em bé như thế nào đây? Đây. Không biết em chúng ta có đi được không ta? Bó chặt chân lại rồi. Rồi để đây. Thế còn đội màu vàng. Hình như là không có ai mặc đúng vị trí của cái tả hết á. Kéo cao lên. Đúng rồi. Hãy như vậy nè con nha. Đó. Nha. Và bây giờ đến lúc chúng ta cùng công bố điểm. Các con đều dán được 2 miếng dính vào cho em, mặc dù tả chỉ mặc tới đầu gối thôi, nhưng chú Toàn vẫn quyết định là đội màu đỏ, đội màu xanh và cả đội màu vàng
ba đội sẽ cùng bằng điểm ở trong vòng này, nhưng số điểm là 2 điểm dành cho cả ba đội. Và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để tranh tài ở trò chơi thứ hai. Nhưng bây giờ chúng ta hãy quay lại để xem các thí sinh Hạng Long như thế nào rồi. Trò chơi thay tả kết thúc rồi. Điểm số các đội là đội đỏ 5 điểm, đội xanh 4 điểm và đội vàng 3 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Và bây giờ thì các thí sinh sẽ cùng đến với một trò chơi rất quen thuộc, đó là phần thi uống sữa. Mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau là 60ml. Và trong thời gian 2 phút 30 giây, thí sinh nào uống nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Thí sinh về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, 2 phút 30 giây cho phần thi uống sữa bắt đầu. Nào, bây giờ uống sữa là các con. Hay quá, con tự cầm luôn. Ai cầm đi con, ai cầm, gác lên luôn. Đó, đúng rồi. Wow, cả ba thí sinh đều làm rất tốt phần thi của mình. Ai nhanh hơn đây? Con cầm đi. Tôi cầm luôn đi con. Con cầm luôn. Tôi cũng hết rồi. Trả lại cho con. Dạ, chưa hết thời gian, nhưng các thí sinh của chúng ta đã hoàn tất phần thi của mình. Và bây giờ điểm số sẽ như sau. Đội màu đỏ coi nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Đội đây, đội màu vàng coi nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Và đội màu xanh còn rất là nhanh, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Đúng rồi, hãy vỗ tay và chúng ta cùng tiếp tục theo dõi phần thi đấu ở các thí sinh đã giải vô địch Hạng Long. Trò chơi thi uống sữa đã nâng tổng số các điểm lên như sau. Đội đỏ 7 điểm, đội xanh 7 điểm và đội vàng 4 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Nào, chúng ta muốn hỏi là ở nhà các con thích chơi trò chơi gì? Cha, ở nhà con thích chơi trò chơi gì? Máy tính. Hay quá. Thế còn Trân thích chơi gì nào? Chơi bán đồ hàng. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một trò chơi dành cho các bạn rất đơn giản. Trò chơi mang tên lột vỏ chuối. Trong thời gian 2 phút 30 giây, bạn nào lột được nhiều vỏ chuối nhất? Các con lột cái chuối ra, để cho chuối đã lột qua cái đĩa sạch của mình. Bỏ vỏ chuối vào trong thùng rác, không vứt lung tung, mọi người đi sẽ sợ té. Nhớ nha. Và ai lột được nhiều vỏ chuối nhất trong thời gian 2 phút 30 giây sẽ nhận được 3 điểm. Người lột ít hơn sẽ nhận được 2 điểm. Và người cuối cùng thì chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Khoan đã, chúng ta muốn hỏi, ở nhà khi ăn chuối, các con tự lột hay ba mẹ lột cho con hả Kha? Con tự lột. Con tự lột. Vậy còn con thì sao? Con tự lột hay ba mẹ lột cho con? Ba mẹ. Vậy thì bây giờ tự con lột được không? Được
thôi. Dạ được, vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé. 2 phút 30 giây dành cho cả ba thí sinh ở trò chơi lộn nhỏ chuối bắt đầu. Bây giờ thì cũng toàn tin là ở nhà ba mẹ lộn cho con ăn rồi. Vất vả quá con ha. Thôi chừng đó. Thôi cái gì nó gãy thì con gỡ, con gãy ra con để đây. Con lộn tiếp đi, con lộn tiếp, con lộn tiếp. À, đội màu đỏ đang đi đến cây chuối cuối cùng. Con lộn con hộp thêm. Bây giờ con đột tiếp hay là con ăn? Nào, đây là sắp hết giờ rồi. Alo, nhanh lên. Nào, chúng ta cùng đếm nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Đầu tiên, đội màu đỏ. Con rất giỏi, con đã lột được 4 quả chuối thật là đẹp. Và con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Bạn trai, con cũng lột được 4 quả chuối nhưng chậm hơn bạn màu đỏ. Con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Còn con ăn ngon không? Cân ơi, con ăn chuối ngon không? Con lột được mấy quả chuối hả Trân? Trân lột được mấy quả chuối rồi, đau hết rồi. Thí sinh màu vàng, có lột được 1 quả chuối nhưng hiện giờ thì quả chuối con nhón cao lên ở trong này. Và con đã ăn luôn quả chuối của mình rồi. Tuy nhiên con cũng nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Rất là cá tính và cũng rất là bất ngờ, đúng không quý vị? Và chúng ta hãy cùng đến với giải vô địch hạng nặng trò chơi lột quả chuối. Đội đỏ 10 điểm, đội xanh 9 điểm và đội vàng 5 điểm. Cổ lên đội vàng ơi. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng nặng. Dạ, mời quý vị hãy cùng gặp gỡ các thí sinh của chúng tôi. Ồ, các thí sinh đâu hết rồi? À, họ đã đến rồi. Xin chào. Chào các bạn. Bị mất tiêu rồi, nhưng không sao, chúng ta đã gặp nhau ở giải vô địch hạng nặng. Trước khi bước vào cuộc thi đấu, chúng ta muốn hỏi các bạn là trên khuôn mặt của người ta thì có những gì? Đổi màu vàng. Chú thịt toàn có mắt,
có một miếng có mày. Ờ, còn gì nữa hả? Đội màu xanh có lông mày, có lông mày. Đội màu đỏ còn gì nữa? Dạ, cái là to. Hả? Có gì? Là cái gì? À, có nhiều thứ quá. Vậy bây giờ chúng ta hỏi nào. Mắt để làm gì ta? Đội màu xanh. Mắt để nhìn tất cả màu xung quanh của mình. Để nhìn, rồi để làm gì nữa con? Để đá lòng nhèo. Để đá lòng nhèo. Làm thử chúng ta coi coi. Ồ, dễ thương lắm. Thế còn miệng để làm gì hả đội màu đỏ? Dạ thôi vô lên xà. Để cười. Để cười. Để ăn. Có khi nào miệng để cãi nhau không ta? Có chứ đúng không? Nhưng mà điều đó không nên tí nào. Chúng ta hãy dùng miệng để cười và để nói những lời yêu thương với tất cả mọi người, đúng không? Đâu, thử bạn nào nói một lời yêu thương cho chúng ta nghe coi. Đổi màu vàng. Con yêu mẹ. Rất là hay. Đổi màu đỏ, bạn nói gì? Con yêu ba. Con yêu ba. Thế còn đổi màu xanh? Trời. Wow. Ủa, có ai yêu chú Tàn không ta? Nói sao? Con yêu chú Tàn. Dễ thương lắm, chú Tàn sẽ cho con điểm cao nhất. Nói vậy thôi chứ chúng ta sẽ chơi và chơi rất công bằng. Và trò chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ mang tên là vẽ chân dung. Chú Tàn có 3 khuôn mặt người, trên đó thiếu rất nhiều các bộ phận. Nhiệm vụ các con là khi bắt đầu thì các con sẽ bước về bụng của mình. Mỗi lần chỉ nhặt được một món thôi. Sau đó chúng ta xem đó là bộ phận gì trên khuôn mặt và gắn vào cho đúng. Sau thời gian 2 phút 30 giây, bạn nào gắn được một khuôn mặt hoàn chỉnh và đẹp nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người dây nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Cả 3 thí sinh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Vô tư thế. 1, 2, 3. Bắt đầu. Chọn một món thôi. Chúng ta hãy xem xét đó là bộ phận nào trên khuôn mặt và quyết định dán vào. Tiếp tục với bộ phận thứ hai. Bạn màu xanh ơi, mỗi lần chúng ta chỉ lấy một món thôi. Cái đó là cái gì? Theo con đó là cái gì thì con dán vô. Rồi, xong rồi thì con... Đây. Rồi, tiếp theo. À đó, con còn... đội màu xanh con còn một món nè. Màu đỏ con còn. Màu xanh con vẫn còn, nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Con dán xong rồi, đứng ra đây. Rồi, xong màu đỏ ra đây. Nhanh lên, chúng ta sắp hết giờ rồi. Sắp hết giờ rồi các bạn, nhanh lên. Tất cả chúng ta đã hết giờ. Để chú Toàn bắt đầu xem gương mặt của đội màu xanh. Khá là chính xác. Thế còn màu đỏ, con dán gì đây? Mũi của bạn đâu? Cái mũi nằm đây nè. Có ai mà cái mũi lên tới khi mày ở không? Dạ thật ra con mắt này nó phải như vậy. Thấy chưa? Và cái mũi thì phải nằm ở đây con nha. Rồi. Thế còn chú Toàn không nghĩ cái này là cái mũi đâu nha. Ai có cái mũi dài dữ mà quẹo qua một bên vậy. Thật ra cái này phải đổi lại. Cái này phải đổi lại như thế này. Và đây là cái miệng. Có một sự nhầm lẫn chút xíu thôi. Rồi. Vậy thì chúng ta phải công bố điểm như thế nào đây ta?
Và bây giờ kết quả sẽ là đội màu xanh có nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Rất là tổn thất. Thế còn các thí sinh ở đội màu đỏ và màu vàng đều có một chút sai lầm nho nhỏ ở cái mũi, cho nên mỗi bạn nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Bởi vì chúng ta còn một trò chơi nữa ở giải vô địch hạng nặng. Trò chơi vẽ chân dung kết thúc với số điểm đội đỏ 11 điểm, đội xanh 12 điểm, đội vàng 6 điểm. Chúc mừng đội màu xanh. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Và vẫn là ba thí sinh quen thuộc của chúng ta. Trò chơi của chúng ta hôm nay sẽ mang tên chơi với gối. Mỗi bạn sẽ được chúng ta dành tặng cho 3 cái gối, 2 cái hình vuông và 1 cái hình trụ. Nhiệm vụ các bạn là kẹp 2 gối hình vuông dưới 2 tay, kẹp gối hình trụ giữa 2 chân và di chuyển từ vạch xuất phát cho đến đích. Sau đó quay trở lại và sắp gối vào vị trí cũ, và phải bảo đảm rằng không có cái gối nào bị rớt lại giữa đường. Nếu như đang di chuyển mà gối bị rớt thì sao? Dừng lại, sửa cho chắc chắn và tiếp tục thực hiện công việc của mình. Vậy nha, ai về đầu tiên sẽ nhận được 2 điểm. Người về gì nhận được 2 điểm. Và người cuối cùng 1 điểm. Các bạn nắm rất rõ luật chơi, rõ hơn cả chú Toàn nữa. Nào, bây giờ bắt đầu kẹp gối vào. Đây. Chắc chắn chưa? 1, 2, 3. Bắt đầu. Cố lên, cố lên. Không có anh Giang chứ rồi chúng tôi di chuyển về. Giang đó. Xếp gối cho lên. Cả ba bạn theo chú Toàn ra đây. Đứng lại. Đứng. 1, 2. Thứ tự về đích của các bạn là vàng, đỏ, xanh, đúng không? Đội màu xanh con đã có một điểm xuất phát rất tốt, nhưng khi được lượt về thì lại trở nên thiếu thiếu bởi chiếc gối hình trụ. Đội màu vàng chúng ta có một đường xuất phát chậm hơn, nhưng đường về bạn đã tăng tốc rất nhanh, cho nên kết quả sẽ là đội màu xanh có nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đội màu đỏ nhận được 2 điểm. Và đội màu vàng nhận được 3 điểm. Wow. Chúc mừng ba cô gái của chúng ta đã hoàn thành vòng thi của giải vô địch hạng nặng. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả cuối cùng. Trò chơi chơi với gối kết thúc với kết quả đội đỏ 13 điểm, đội xanh 13 điểm và đội vàng 9 điểm. Chúc mừng cả ba đội chơi. Chương trình siêu quậy tí hon ngày hôm nay của chúng ta đã khép lại với kết quả như sau. Đội màu vàng được 9 điểm, nhận được huy chương đồng với phần thưởng là những phần quà của nhà tài trợ và một chiếc cuốn quà trị giá 900.000 đồng. Đội màu xanh và đội màu đỏ cùng nhận được 13 điểm và cùng xuất sắc đạt được huy chương vàng với những phần thưởng là những phần quà của nhà tài trợ và mỗi phiếu mua quà trị giá 2.250.000 đồng dành cho mỗi đội.